Các bạn thân mến, rất vui vì được gặp lại các bạn ngày hôm nay ở trong phần phát trực tiếp này. Và chị rất là hy vọng là các bạn đã có thể lên xem phần livestream này ở trên fanpage Học Văn Chị Hiên cùng với chị rồi. Và nếu như mà các bạn đã đang lên xem rồi thì hãy giúp chị là chia sẻ phần phát trực tiếp này cùng với chị nhá. Các bạn ơi, các em đã lên chưa nhở? Các bạn đã lên chưa? Ngày hôm nay trong một ngày đặc biệt, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhau về những câu chuyện đặc biệt. Và chị cũng không dám chắc là những câu chuyện của chị có mang tới cho các bạn một cái cảm giác gì đó khác hay không. Nhưng chị mong là nó có thể đem lại cảm xúc cho các bạn, được không nào? Ok, xin chào Văn Thông, xin chào em. Bây giờ thì cũng đã là 10 rưỡi rồi, cũng đã khá là muộn rồi. Ok, xin chào Táo Đỏ, xin chào em. Nếu như mà các bạn đang xem phần livestream này thì hãy gửi lời chào tới chị nhá. Ok, xin chào Thúy Thanh, xin chào em. Hiện tại đã có khoảng 50 bạn đang xem phần livestream này rồi. Chúng mình sẽ cùng đợi thêm nha. Đáng lẽ là ngày hôm nay thì chị rất là muốn có thể làm một cái kiểu như là một cái chương trình talk show xịn sò một chút, để có thể cùng với các bạn chia sẻ những điều mà chị đã tìm hiểu được về nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ thông qua những cái nguồn tin khác nhau. Nhưng mà tiếc rằng là vì đang dịch Covid, thế nên là team chị Hiên cũng không thể nào làm một cái chương trình nào mà đặc biệt hơn được. Chỉ có một cách duy nhất là chị lên và chị phát trực tiếp cùng với các bạn như thế này. Có vẻ là một cái cách truyền thống và hơi bị cũ kỹ rồi, nhưng mà chị mong là các em vẫn sẽ thích, được không nào? Ok, xin chào Ánh, xin chào Ngọc Minh, xin chào Su Cô Anh, xin chào Bảo Ngọc, xin chào Mai Hiếu. Các bạn ơi, xin chào 100 bạn đang xem phần livestream này của chị. Xin chào Trúc Phương, xin chào An Nhiên. Chị sẽ nói luôn nhá, ngày hôm nay nếu như ai đang muốn tìm lại sự cân bằng và bình yên trong tâm hồn của mình thì hãy xem livestream này. Còn ngày hôm nay thì chị không livestream với mục đích là có thể giúp cho các bạn thi đại học và được điểm cao đâu. Đó, nên là nếu như mà bạn nào muốn tìm được cái sự an yên, cái sự bình yên ở trong tâm hồn mình, muốn lắng nghe những cái câu chuyện mới hơn, muốn lắng nghe những điều mà chị chia sẻ thì hãy ở lại. Còn nếu không thì có thể out ra và làm cái công việc mà các bạn đang bận rộn nhá. Ok, xin chào Thanh Thảo. Xin chào Diện, xin chào Tuyết, xin chào Thu Hường. Các bạn ơi, chia sẻ giúp cho chị phần livestream này nhá. Được khoảng 200 bạn thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu buổi phát trực tiếp ngày hôm nay cùng với nhau nha. Ok không? Ok, xin chào Thành Nguyên. Xin chào Linh Chi. Tắt bạn bè của mình vào, bởi vì biết đâu nó bổ ích cho cả bạn bè của mình thì sao, đúng không? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện một chút. Hôm nay là buổi tối thứ 6 rồi. Tuần vừa qua của các bạn đã diễn ra như thế nào? Chia sẻ với chị một chút xíu nào. Tuần vừa qua của các bạn đã diễn ra như thế nào? Các bạn có học được nhiều thứ không? Các bạn có xem được nhiều bộ phim không? Chắc chắn là không đi đâu được rồi, đúng không? Trong cái tình hình dịch bệnh căng thẳng như thế này thì chúng mình chỉ ở nhà thôi, chứ không có đi đâu cả. Tuần vừa qua thì các bạn của chị có học được nhiều thứ không? Các em có xem được nhiều bộ phim không? Có nói chuyện được với bạn bè nhiều không? Ok, xin chào Phi Hùng, xin chào Hường, xin chào Chi Linh, xin chào các bạn. Nào, chị đang đặt câu hỏi cho các bạn đấy, tương tác với chị nhá. Ok, xin chào Nhật Linh, xin chào Quý. Chị muốn là có thể chia sẻ những cái câu chuyện nho nhỏ cùng với các bạn, với mong muốn là giúp cho chúng mình đôi khi cũng cần phải có thời gian để kiểu refresh lại bản thân mình, đúng không? Rồi, ok, xin chào Khánh My. Trả lời câu hỏi của chị nhá. À, không phải 5 phút đâu. Chị để như thế thôi. À, em vẫn tham gia thử thách đọc, hiểu và nghị luận xã hội đều đều à? Rất tốt đấy. Ok, rất tốt. Xin chào Huyền Vũ. Ở nhà và học bài. Chị ơi, hôm nay sinh nhật em đấy, chị chúc em đi. Ok. Nhân dịp sinh nhật Cẩm Vân, chị sẽ chúc Cẩm Vân bước sang một tuổi mới với thật là nhiều niềm vui này,
hạnh phúc này, những cái ước vọng của em ở trong năm nay khi bước sang tuổi mới. Chị tin là em sẽ có đủ dũng cảm để có thể đạt được. Chúc em sinh nhật vui vẻ nha. Ok. Một tuần thật mệt mỏi á. À, tại sao lại mệt mỏi nhỉ? Trong khi các bạn có rất là nhiều thời gian rảnh, tại sao lại mệt mỏi? Ok, xin chào Lệ Hằng, xin chào em, xin chào Minh Nhật. Tại sao lại mệt mỏi nhỉ? Trong khi chúng mình có một tuần các bạn có thể thích làm gì thì làm. Em bù đầu trong đống deadline ở trường à? Em không có phim coi à? Ở trường nhiều bài tập lắm đúng không? Và điều đó làm cho các bạn của chị mệt mỏi à? Không có vấn đề gì, nghỉ ngơi một chút, rồi chúng mình lại lấy lại tinh thần để tiếp tục cái chặng đường mà chúng ta đang đi nhá. Sắp tới đích rồi, một chút xíu nữa thôi, chúng ta phải cố gắng hơn chứ, đúng không? Ok, xin chào Mai Anh, xin chào Vân Nguyễn, xin chào Mai, xin chào Hoàng Trung, xin chào Thanh Tiến hay Thanh Tiền nhỉ? Các bạn ơi, đủ 200 bạn rồi. Chị sẽ bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay chia sẻ với các bạn nhé. Không biết chị dạy anh chị nào của những khóa trước học văn thi khối V1 kiến trúc không? À, chị có đấy Thành Tấn ạ. Chị có nha. Ok, xin chào các bạn. Xin chào các bạn nha. Ok, xin chào Ninh. Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu nhá. Nhưng mà trước tiên như chị vừa nói đấy, chị muốn đặt một câu hỏi cho các bạn trước đã. Là một tuần qua của các bạn thế nào? Các em có mệt mỏi lắm không? Các bạn có nhiều bài tập cần phải làm không? Các bạn có nhiều thời gian dành cho bản thân mình không? Càng ngày chúng ta lại càng gần đến với cái thời điểm mà thi đại học đúng không? Mặc dù là kể cả là dịch bệnh có đang diễn ra căng thẳng như thế nào thì cuối cùng chúng mình vẫn sẽ phải thi đại học thôi. Ok, xin chào. Ok, xin chào các bạn nha. Gì đây? À, một tuần toàn stress à? Sao chị thấy các em mới có 17, 18 tuổi mà cứ kiểu như mấy ông cụ non vậy? Mấy bà già kiểu... Mấy bà già, mấy ông phụ non vậy? Mấy bà cụ non vậy là sao? Hả? À, ok, rất là cảm ơn Bảo Ngọc. Chị mong là các bạn cũng sẽ chăm chỉ nghe lại những cái bài học cũ của chị. Bởi vì biết đâu đó cũng là một cái cách để các bạn có thể học văn tốt hơn thì sao, đúng không? Cảm ơn Dương Phương vì đã gửi lời chúc tới chị. Chị đang hỏi các bạn đấy, một tuần qua của các bạn thế nào? Vì chị sợ là các bạn không có ai quan tâm, nên là chị phải hỏi thêm các bạn. Kể cả các bạn được nhiều người quan tâm rồi thì thêm một người nữa quan tâm đến chúng mình thì chúng mình vẫn sẽ cảm thấy vui hơn, đúng không? Ăn, học, ăn, ngủ, học, tắm rửa. À, có cả chơi điện thoại nữa à? À, dạo này khá mệt à? Nhiều bài tập mà học không được chị ơi, áp lực chị à? Mệt lắm chị ạ. Sao ai cũng thấy than mệt thế nhở? Các bạn ơi, sao bạn nào cũng than mệt thế? Không có ai một tuần đầy năng lượng cả. À, đây rồi. Hoàng Trung, một tuần đầy năng lượng chị ạ. Sao các bạn lại thế nhở? Sao các em lại cảm thấy mệt mỏi thế? Có thể là bắt đầu mình tiếp cận với học trực tuyến dần thì các bạn cũng phải quen rồi chứ, đúng không? Ăn, học, ngủ, nghịch điện thoại. Nhiều bài tập lắm chị ạ. Chị cảm giác kiểu chị thương các bạn cực luôn ấy. Tại vì kiểu cảm giác như đôi vai của các em thì nhỏ bé, trái tim của các em thì bé bỏng mà các em phải gánh gồng bao nhiêu thứ. Nhưng mà các em biết không, thật ra là bản thân của chị ở thời điểm này, chị cũng có rất là nhiều những cái gánh nặng trên vai, mà thậm chí là những cái gánh nặng mà chị đang mang ở trên vai mình còn có cái sức nặng hơn rất nhiều so với những gì mà các em đang phải trải qua. Đó, thế nên chị muốn là các bạn hãy tin tưởng vào những điều tốt đẹp ở phía trước. Và hãy lấy nó làm động lực mỗi khi chúng ta cảm thấy chán nản. Chị biết là sẽ có rất nhiều thời điểm các bạn cảm thấy rất chán đời, rất chán cái cuộc sống này, bởi vì nó cứ lặp đi lặp lại tuần hoàn như vậy. Chúng ta đang phải nghỉ ở nhà và bắt đầu một cái chuỗi ngày. Nhưng mà nếu như các bạn có được một cái tinh thần tự học thật là tốt thì chị tin chắc chắn là không có khó khăn nào có thể cản bước các bạn cả. Thật đấy, không có khó khăn nào có thể cản bước được các em hết. Bởi vì các em đang ở độ tuổi 17-18, là độ tuổi mà các bạn thực sự là có rất là nhiều năng lượng để làm mọi việc, được không? Nên chị mong là các bạn sẽ cố gắng hơn, nhiều hơn nữa, cố gắng từng ngày, mỗi ngày học thêm một chút, hiểu biết thêm một chút để trở thành người ưu tú chứ. Mình mà không trở thành người ưu tú thì làm sao mà mình gặp được người ưu tú được, đúng không? Nhá. Thế nên là chị mong là các bạn ơi, dù như thế nào cũng hãy giữ cho mình một trái tim luôn luôn tràn đầy năng lượng, để những lúc, để những cái lúc mà chán nản nhất thì chúng mình cũng sẽ cố gắng thật là nhiều các bạn nhá.
Ok chưa? Đúng rồi. Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu mà tại sao lại kiểu yếu đuối thế nhở? Thực sự luôn đấy, chị chẳng hiểu luôn đấy. Sao lại yếu đuối thế nhở? Trong khi mà gọi là đang ở cái độ tuổi mà nhiều năng lượng như thế mà lại yếu đuối thế không biết được. Rồi nhá. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nói những cái câu chuyện ngày hôm nay nha. À, nếu như mà các bạn muốn nghe thêm audio của chị thì các em có thể subscribe kênh YouTube của chị. Kênh YouTube của chị là kênh Học Văn Chị Hiên nhá. Ok, chúng ta cùng hứa với nhau là phải cố gắng nha. Ok chưa nào? Vì nếu như mà không cố gắng thì sau này chúng ta nhìn lại chúng ta sẽ rất hối hận đấy. Được chưa? Nhá. Có thể lập team cùng với nhau để gọi nhau dậy học sớm này, được không? Có thể lập team cùng với nhau để cùng tập thể dục này, lập team với nhau để cùng thực hiện chiến dịch này chiến dịch kia rất tốt mà, đúng không? Nhá. Ok, cố gắng lên. Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau chia sẻ câu chuyện ngày hôm nay. Các em biết không, ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Vì ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 72 năm sinh nhật của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Chị rất là ấn tượng với một cái bài thơ mà chị cũng đã từng đọc cho các bạn rồi. Bài thơ như thế này. Đó là bài thơ tiếng Việt của nhà thơ Lưu Quang Vũ. Bài thơ như sau các em ạ. Ôi tiếng Việt, ôi tiếng Việt, suốt đời tôi mắc nợ, quên nỗi mình, quên áo mặc, cơm ăn. Trời xanh quá, môi tôi hồi hộp quá, tiếng Việt ơi, tiếng Việt xót xa tình. Không biết là các bạn có biết bài thơ này không? Nhưng mà chị nhớ là chị đã từng đọc cho các em nghe rồi đấy. Thật sự đấy, chị đã từng đọc cho các em nghe rồi. Chị cũng rất là muốn là các bạn có thể yêu thêm những vần thơ của Lưu Quang Vũ bên cạnh là các em yêu kịch của Lưu Quang Vũ. Ngày hôm nay, ở trong một ngày đặc biệt và kể cho nhau nghe những câu chuyện đặc biệt, chị sẽ nói về Lưu Quang Vũ và chị sẽ nói về thơ của người nghệ sĩ này. Bởi vì thơ của Lưu Quang Vũ chính là một tiếng thơ vừa trong trẻo, vừa tinh khôi, lại vừa gần gũi và hướng cho bản thân chúng ta tới những điều tuyệt đẹp ở trong cuộc đời này. Nếu ngày mai nếu như mà Xuân Quỳnh viết là nếu ngày mai em không làm thơ nữa, cuộc sống trở về với bình yên, ngày nối nhau trên góc phố êm đềm, không nỗi khổ, không niềm vui kinh ngạc, thì Lưu Quang Vũ lại viết rằng là anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa, xóa nhòa hết những điều em hứa, mây đen tới trời chẳng còn xanh nữa, nắng không trong như nắng buổi ban đầu. Không phải là chỉ những cái lo lắng và những cái trăn trở xuất hiện trong những vần thơ của những người phụ nữ giống như Xuân Quỳnh, mà ngay cả trong tiếng thơ của Lưu Quang Vũ chúng ta cũng nhìn thấy được điều này, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là Lưu Quang Vũ bắt đầu đặt chân vào sự nghiệp văn học với tư cách của một nhà thơ chứ không phải là một nhà viết kịch. Lưu Quang Vũ yêu thơ đó, và lúc nào cũng mong mỏi một điều là tôi có thể viết thơ, và tôi luôn luôn hy vọng là những tiếng thơ của tôi có thể nhận được trái tim đồng cảm từ những độc giả. Thế nhưng mà không hiểu tại sao mà thuở ban sơ, khi mà người ta biết tới ông ở trong một cái tập thơ Hương Cây, Bếp Lửa in chung với Bằng Việt, thì lại không nhận được cái sự hưởng ứng nhiều của độc giả. Mà sau này, mãi đến khi mà bắt đầu viết kịch thì lúc đấy mới có nhiều khán giả của riêng mình cơ. Là người tiên phong, Lưu Quang Vũ lập chí và lập ngôn, gián tiếp ở cái tôi trữ tình trong thơ, nhân vật trong truyện, diễn viên trong kịch. Khi mà trực tiếp nói thì ông đã chia sẻ như thế này. Đó là trong quan điểm của tôi thì thơ và kịch rất gần nhau. Có lẽ thơ với kịch gần nhau hơn cả thơ với văn xuôi. Đều là hai thể loại lớn và khó của văn học. Thơ với kịch là sự thống nhất giữa thế giới bên trong của con người đang ở dạng tinh chất cô đọng mãnh liệt nhất. Đối với tôi, kịch cũng như một thứ thơ được trình bày trong không gian và thời gian kỳ diệu của sân khấu thông qua những diễn xuất của diễn viên. Có lẽ đó cũng chính là lý do tại sao mà người ta lại gọi Lưu Quang Vũ là nhà thơ trên sân khấu.
Mang một trái tim đầy trong trắng, một lý trí và một cảm tình, một cái tình cảm lạc lõng và cô độc, sôi sục và thiết tha. Dễ hiểu một chàng trai năm 17 tuổi như Lưu Quang Vũ sẽ bầm dập như thế nào khi mà đi vào cuộc chiến và để cuộc chiến đi qua. Chỉ sau vài năm nhập ngũ xuất ngũ, va đập với chiến tranh và cuộc đời, thì đã có một Lưu Quang Vũ hiện lên khác hẳn. Nhanh chóng tách mình ra khỏi dàn đồng ca của những nhà thơ trẻ thời chống Mỹ và lạc quan trong trẻo tươi vui để vùi sâu những vần thơ dữ dội, đau đớn, u buồn và xót xa. Chúng ta có thể thấy rằng là ở cái thời điểm đầu ấy, khi mà bắt đầu tình yêu với nghệ sĩ Tố Uyên, chúng ta có thể nhìn ở đó là một cái hồn thơ vô cùng trong trẻo và tinh khôi. Để đến sau này, khi tiến tới với tình yêu của Xuân Quỳnh, thì đây được coi là đỉnh cao của sự nghiệp. Và thơ của Lưu Quang Vũ lúc này chất chứa rất nhiều những cảm xúc, triết lý và suy tư về tình yêu và cuộc đời. Trong những năm tháng đầu viết thơ, Lưu Quang Vũ có viết là: chúng ta ra đi chiến tranh mùa đông, ta kịp biết gì đâu, vừa hết trẻ con đã là người lính, cô bạn gái cánh tay trần dám nắng, ngực phập phồng thở mạnh đến lo âu. Đừng nói với ta những lời hào nhoáng về chiến tranh, tuổi trẻ ta đã qua, bạn bè ta đã chết, ta đã vượt bao đèo cao chót vót, bao điều mà nhà trường chẳng dạy cho ta. Nghĩ lại giễu cười những giấc mộng tuổi thơ, giờ trong ta vui buồn đều nín lặng, một thế hệ cứ đi như thỏi sắt, nhưng xoáy ngầm vẫn cuộn ở lòng sông. Được không nào? Đó là một cái đoạn thơ trong bài thơ Những Bông Hoa Không Chết của nhà thơ Lưu Quang Vũ. Là thời kì đầu khi mà Lưu Quang Vũ ra gì ạ? À, Lưu Quang Vũ bắt đầu viết thơ. Ok chưa nào? Và chúng ta cũng có thể thấy rằng là tiếng thơ của Lưu Quang Vũ ấy, bất cứ khi nào cũng như vậy, mang trong mình những cái cảm xúc thật là đầy. Đó có thể là những cái điều mà vốn dĩ bắt nguồn từ những điều vô cùng là nhỏ bé, gần gũi và giản dị ở trong cuộc sống. Và Lưu Quang Vũ đưa tất cả những thứ đó vào trong thơ của mình với một tình yêu, là tình yêu dành cho người, là tình yêu dành cho đời và là tình yêu dành cả cho đất nước, cho quê hương của mình nữa các bạn ạ. Có một bài thơ rất hay của Lưu Quang Vũ đã từng viết như thế này. Đó là bài thơ Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi. Bài thơ như sau: gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi, gió rừng cao xào xạc lá đổ, gió mù mịt những con đường bụi đỏ, những dòng sông ào ạt cánh buồm căng, chớm heo may trên những ngọn cau vàng, nồm nam thổi khắp đồng bông gạo trắng, người xa cách vẫn chung trời gió lộng, thương vệt bùn trên áo gió khô xe. Gió phương này thao thức phương kia, bếp lửa tắt gió lại bùng than đỏ, không hình dáng vẫn nhận ra ngọn gió, khi ngàn cây bỗng lật lá sang chiều. Khi em về tóc dợp gió đê cao, mây cuồn cuộn cỏ rập rờn nổi sóng, trong gió chuyển đất trời dường náo động, nằm bên em nghe gió suốt đêm dài. Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi, chưa xóm mạc đã bắt đầu ngọn gió, thổi không yên suốt dọc dài lịch sử, qua đất đai và đời sống con người. Gió heo may tung những hạt giống trên tay, giọt nước mắt màu khô, tiếng gọi đò vang vọng mãi, vầng trán với bể khơi chung gió ấy, và nơi đâu cũng tới được chân trời. Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi, như tiếng gió gọi ngàn đời không khuất phục. Đất nước giống như con thuyền xuyên gió mạnh, những mối tình trong gió bão tìm nhau. Qua mọi điều ngọn gió có qua đâu, luôn luôn ra đi, luôn luôn mới đến. Thơ em viết về một vùng cát biển, cỏ mặt trời trong lớp bụi lăn đi. Đã có lần tôi muốn nguôi yên, khép cánh cửa lòng mình cho lặng gió, nhưng vô ích làm sao quên được những yêu thương khát khao của đời tôi. Tôi thở trong sức gió muôn đời, mùa gió mới nhờ em tôi có lại, bài hát cũ tôi hát cùng đồng đội lại dập dờn
như gió khắp rừng khuya. Dẫu đêm nay ngọn gió mùa hè còn bề bộn một vùng gạch ngói, lịch sử quay trong vòng xoáy gian nan, đất nước tôi như một con thuyền lướt trên sóng những ngực buồm trắng xóa. Ước chi được hóa thành ngọn gió, để được ôm trọn vẹn non nước này, nước non này, để thổi ấm những đỉnh đèo buốt giá, để mát rượi những mái nhà nắng lừa, để luôn luôn được trở lại với đời. Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi. Các bạn ơi, đây là một cái bài thơ rất là hay của Lưu Quang Vũ. Và chị nghĩ là cái việc mà chúng ta tìm hiểu về một cái tác phẩm thơ hay là về một tác giả nào đấy thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu trên nhiều phương diện, chứ không chỉ thể nào không chỉ là đăm đăm tìm hiểu về một cái khía cạnh nào đó được, mà đôi khi chúng mình cần phải tìm hiểu trên rất là nhiều những cái khía cạnh khác nhau thì ta mới có được những cái góc nhìn đa chiều khi mà nhìn nhận về một tác phẩm và một tác giả, được không? Chị mong là ở trong bất cứ một cái tác phẩm nào hay là một tác giả nào thì các bạn cũng sẽ cố gắng để tìm ra những cái khía cạnh mới mẻ hơn, được không? Các bạn ơi, ngày hôm nay ở trong cái video clip mà chị quay cho các bạn, chị đã nhắc nhớ với các bạn rằng là bản thân nhà thơ Lưu Quang Vũ đã từng viết một cái vở kịch cuối cùng ở trong cuộc đời của mình mang tên là Điều Không Thể Mất. Và chị cũng có một cái niềm tin mãnh liệt vào việc là chắc chắn là những gì mà Lưu Quang Vũ để lại cho nền văn học Việt Nam hiện đại, tất cả những gì mà Lưu Quang Vũ để lại là những bài thơ, là những câu chuyện, là những kỷ niệm, là những tác phẩm kịch, là sân khấu, là nhân vật, là rất nhiều thứ sẽ còn mãi mãi ở trong trái tim của mỗi người, sẽ còn mãi mãi ở trong trái tim của mỗi độc giả chúng ta. Và chị tin rằng là nếu như các bạn mở lòng và đón nhận văn chương bằng một trái tim bình yên thì các em cũng sẽ làm văn rất là dễ, hiểu văn rất là dễ, và các em sẽ viết được những cái bài văn cực kỳ là hay đấy, được không? Thật ra là nếu như mà các bạn có vào trên cái kênh YouTube của Học Văn Chị Hiên ấy thì sẽ có một cái clip rất là hay về Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ mà chị đã từng làm. Đây, chị sẽ mở cho các bạn nhá. Chị muốn là các bạn sẽ không đánh mất những cái giá trị. Đây, được không ạ? Đây, chị sẽ mở to một chút xíu để cho các bạn nghe nhé. Đây, các bạn sẽ nghe cùng với chị nha. Các bạn sẽ nghe cùng với chị nhá. Rồi, rất là xin lỗi bởi vì chị không thể nào mà trả lời các bạn trong khi mà chị đang phát trực tiếp được. Ok, các bạn bắt đầu. Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình yêu ở lại. Vậy là đã 31 năm trôi qua kể từ mùa thu năm 1988, khi người ta còn nhắc về một vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mệnh của hai người nghệ sĩ tài năng trong nền văn học Việt Nam hiện đại là nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và nữ sĩ Xuân Quỳnh. Thế nhưng cho tới thời điểm hiện tại, thế hệ bây giờ không còn nhắc nhiều về câu chuyện này. Nhưng có một điều mà người trẻ chúng ta vẫn còn nhắc hoài nhắc mãi, đó là đã biết bao nhiêu năm trôi qua rồi, thế nhưng Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh và những lá thư tình, những vần thơ họ dành cho nhau vẫn khiến cho người ta say đắm. Dù đó là kẻ mộng mơ hay là người sống thực tại với cơm áo gạo tiền, hẳn đều sẽ có những lúc dừng lại và cảm thấy trái tim rộn ràng khi mình được sống trong tình yêu nồng nhiệt và lãng mạn đó. Ngày hôm nay, nhân một ngày vô cùng đặc biệt, khi mà có rất là nhiều sự kiện đã được tổ chức để nhìn lại về chặng đường 31 năm trôi qua, để họ kỷ niệm ngày mất của hai người nghệ sĩ tài năng trong nền văn học Việt Nam hiện đại và nhắc cho nhau nghe về câu chuyện tình yêu còn ở lại, thì chúng ta sẽ cùng với nhau chia sẻ về những phần thơ, về những lá thư mà Lưu Quang Vũ gửi cho Xuân Quỳnh hay là Xuân Quỳnh gửi cho Lưu Quang Vũ các bạn nhé. Và cùng chia sẻ về những lá thư này để hiểu thêm một điều rằng
Chưa bao giờ người ta thôi ngưỡng mộ về tình yêu của Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh và những dòng chữ mà họ đã dành cho nhau. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau về những lá thư này. Ngày 5 tháng 6 năm 1976, Quỳnh thương yêu, em gắng đi về bằng máy bay cho khỏe, không mua gì cũng được, về với anh và con, về với nhà ta đi thôi, về với phố Huế chật hẹp, với nhà trẻ nơi ta đón mí, với quán cà phê Nguyễn Công Trứ, nơi ta uống cà phê hai hào buổi sáng, với những gã giao phiên còm, những người công nhân lam lũ và những tay thợ làm đạo cụ sân khấu, về với những con đường chúng ta vẫn đi, những công việc, với cái thành phố nghèo, nơi người ta sống rất khổ mà vẫn luôn tìm cách để sống cho thanh thản trong nỗi khổ ấy, sống thanh thản và yên tĩnh. Những ngày này nhớ và thương Quỳnh lắm. Không nên bực bội về Sài Gòn và người Sài Gòn làm gì. Mùa đông này về với anh, đi bên anh, nằm bên anh trong căn phòng đầy tranh của chúng ta và với mi tuyệt vời của chúng ta. Và chúng ta sẽ viết chữ, sợ gì em nhỉ? Nếu chúng ta là kẻ không có tài trí lắm, không viết được những điều gì to tát, thì cũng sẽ viết được những trang sách về những năm tháng ta sống, về những cay đắng và những niềm yêu thương đơn giản của con người. Hôn em rất lâu, Vũ. Ngày 9 tháng 6 năm 78, Quỳnh nhớ thương. Em đã đi được một tuần, nhớ em và buồn lắm. Mấy bố con ở nhà vẫn bình thường, mẹ đi vắng, mí cứ quấn bố, tôi không chịu xuống bà. Hôm nào cũng bảo, bố với em đi đón mẹ đi. Mí ăn được, ngủ được, vẽ thêm nhiều tranh mới. Tuấn Anh xuống bác, bà Tuấn Anh vẫn ở đây. Ngày nào Tuấn Anh cũng phải đi bơi, xong ăn cơm chiều với bà hoặc với anh rồi lại xuống bác. Kít thì vẫn về luôn. Anh đang viết cho xong tập sách diễn viên, cũng mới viết được mấy bài thơ và định viết chuyện ngắn về Campuchia. Nhuận bút tập thơ của em, mẹ bảo có lẽ phải hàng tháng mới có tiền. Mấy bố con cũng túng, nhưng cũng cầm cự được vì có cá khô, tôm khô rồi. Anh làm mọi việc nhà xong, du con yên thì đã 11 giờ lúc đó mới làm việc. Mới biết em ở nhà làm việc nhà thật vất vả. Những gì em dặn về nhà cửa, về con anh đều nhớ và lo chu toàn. Chỉ có nhớ em và mong ngày em về. Có lẽ cũng phải một tháng nữa em mới về nhỉ. Em cũng chẳng nên mất thời gian về những dự định sẽ mua sắm bên đó, để sức mà đi xem, đi chơi. Đời sống vợ chồng con cái mình rồi cũng đã ổn dần, miễn là mình viết được và in được. Nhiều việc muốn làm quá, anh rất sốt ruột, sức khỏe thì có hạn. Anh cũng muốn làm xong mọi công năng để thư thả mà làm thơ. Anh muốn viết khác đi, hay hơn và chắc rằng sẽ viết được. Mới đó mà đã giữa năm, em về, hai vợ chồng sẽ đi đâu với nhau một chuyến. Em đi Liên Xô kỳ này, anh cũng rất mừng. Sống với nhau, anh chỉ mong em sung sướng và làm việc được. Anh thì mãi mãi vẫn thế, vẫn là anh của em với tất cả những nhược điểm và ưu điểm mà anh có. Nhưng sẽ mãi mãi yêu thương em hơn cả ngày qua cổng lại. Mi ngoan và tội lắm, rất khôn. Hôm qua đang chơi cái gì đó, mắng kít, chỉ chuyên phá hoại thôi. Mi bắt anh đọc bài thẩm trời không thuộc. Mi khóc bảo anh là bố không thuộc bài mà lại để mẹ đi Liên Xô mất. Bố không thuộc thì bố đi Liên Xô để mẹ ở nhà đọc với em chứ. Hôm qua Mi vẽ cái tranh gọi tên là Mi đứng dưới ba cửa sổ chờ mẹ. Anh gửi cho em đây. Hôn em. Nhớ em nhiều. Bên đó xứ sở đẹp đẽ, giàu có. Có nhớ đến gian buồng và cái sạp của bố con tôi không? Anh của em. Và đây là những lá thư mà Xuân Quỳnh gửi cho Lưu Quang Vũ. Ngày 8 tháng 6 năm 78, anh nhớ thương của riêng em. Suốt từ hôm đi,
chưa lúc nào mở mắt ra được. Muốn viết cho anh ngay, viết nhiều nhưng bận quá và căng thẳng quá. Hôm em đi, trời mưa chỉ kịp nhìn anh xuống xe đạp và khoác cái áo mảnh ni lông trắng. Em nhớ thương anh muốn khóc, nhưng đành phải cười nhạt nhảy lên xe. Em không còn nhớ được em đã nhìn thấy gì cuối cùng trên đất ta ngoài anh và con. Khi máy bay bay lên, trời mù mịt, không thể nhìn thấy dưới được. Khi bay tới gần Mạc Tư Khoa nhìn xuống thì thấy như mờ mờ sáng. Khi xuống ca rồi mới biết lúc đó là đang 11:30 đêm, giờ Mạc Tư Khoa. Đoàn em đi về một khách sạn rất thường. Em tìm không có một tờ giấy nào để viết thư cho anh, đành tắm rửa xong thì đi nằm. Nhưng không sao nhắm mắt được, em nhớ thương con, nhớ anh quá. Sáng như lúc này họ chỉ cho là Liên Xô đấy rồi lại lên máy bay bay về thì sung sướng quá. Chắc bố con anh ở nhà đang vật lộn với cái nóng. Không hiểu anh đã cắt tóc cho con chưa. Anh bận nhiều, vất vả, em nghĩ mà thương anh lắm. Không hiểu anh có nhớ em hay lại thấy là đang thoát khỏi sự khó tính bản cắt của em. Đừng giận em dù có những nhược điểm như vậy nhưng chủ yếu là em bao giờ cũng thương yêu anh lắm. Cả đời em chỉ muốn cố gắng sao cho anh đỡ nhọc nhằn. Lắm lúc em thấy em không xứng với anh, không phải về tình yêu mà về trí tuệ. Em cảm thấy em già rồi, già về thể chất đã đành, nhưng còn già về sự yên phận của người đàn bà, về sự nhỏ nhen tầm thường của đời sống. Em nhìn em trong gương, em thấy em không xứng đáng với anh. Tất cả trong anh là cái gì đó đang vươn lên, đang nổi dậy. Tất cả trong anh là sự bắt đầu mà con đường của anh thì còn xa tít tắp. Con người anh như cây đàn, vừa tiếp nhận những luồng gió của cuộc sống, trả lại cho cuộc sống biết bao nhiêu âm thanh. Em cảm thấy em khô cằn và bất lực, em buồn lắm. Em thành thật nói với anh điều đó, em vẫn cảm thấy hết. Vậy cho nên lúc nào em cũng thấy tình yêu của chúng ta mong manh. Em buồn lắm. Em không thể hình dung ra là nếu không có anh em sẽ sống như thế nào. Em rất muốn em trẻ đẹp lại cho tuổi tác và hình thức của mình. Có thể anh không cần như thế, nhưng em cần như thế. Vì chắc chắn rằng em trẻ hơn và đẹp hơn, anh sẽ yêu em hơn. Anh đừng bao giờ nghĩ là bảo là em nghĩ cho anh những điều tầm thường. Người ta nhiều khi tưởng mình đã vượt qua những điều tầm thường rồi, thế mà đôi khi vẫn quay lại, sự quay lại còn mạnh mẽ hơn lúc bắt đầu. Ở người đàn bà, đôi khi chỉ cần nhan sắc thôi, nhan sắc là tài năng. Dẫu rằng có nghĩ về phía tinh thần thế nào đi nữa, thì người thông minh tài năng cũng cần có nhan sắc, tài năng mới toàn vẹn. Đôi khi em nghĩ quần là, có khi em phải bỏ anh đi để em khỏi phải mang nỗi tủi nhục là không xứng với anh. Nhưng em không có can đảm. Em yêu anh và em yêu anh và em đã nhập cuộc đời em vào cuộc đời anh. Bây giờ đối với em đó chỉ là một cuộc đời thôi. Cắt đi làm sao nổi. Tháng 10 năm 1985. Anh nhớ thương. Có thể anh không mong thư của em vẫn viết cho anh. Vì trước tiên là nhu cầu của em muốn được trò chuyện với anh. Anh mới đi có 2 ngày mà em buồn quá. Con và em lại ốm. Hôm nay con đã ăn được tí cơm. Em đã đỡ ho, trời nóng, nhọc mệt nhiều. Chỉ muốn ở bên anh cho đỡ khổ. Cuộc sống ngắn ngủi, con người chỉ đi qua cuộc đời như một vệt sáng biến mất vĩnh viễn. Sống với nhau 12 năm mà quá ngắn, dù cho có vài chục năm nữa bên nhau cũng chẳng là dài. Em và anh ngày càng già đi, càng buồn nhiều khi trông thấy những người thân mình ra đi. Em mong và sẽ cố gắng sao cho những năm tháng sống của chúng ta vui và đỡ nhọc nhằn hơn. Em thương anh nhiều lắm, anh vất vả chẳng có chút nghỉ ngơi, làm sao mà đỡ đần sự nhọc nhằn được cho anh. Nhớ giữ gìn sức khỏe và tình yêu của anh cho em và các con. Đừng ở lâu Sài Gòn, em và các con mong anh lắm đấy. Em đây. Và có một lá thư mà Lưu Quang Vũ gửi cho Xuân Quỳnh. Mùng 7 tháng 11 năm 1987. Quỳnh thương yêu. Nhà vẫn bình thường, Tuấn Anh đã đi làm từ ngày mùng 1 tháng 11. Mí ngoan, khỏe. Hôm nọ vừa đi lễ giải nhất cuộc thi viết về Liên Xô. Và hôm qua được đại sứ quán mời đến liên hoan.
anh vẫn bận bịu lắm. Vở chết cho điều chưa có ở nhà hát tuổi trẻ đã công diễn. Vở chương 3 20 tháng này sẽ xong. Hôm qua chạy mộc trên sàn, anh có mời anh Nguyễn Khải xem. Anh Khải thích lắm, bảo rằng là một vở kịch lớn. Anh mong em về xem. Chương 3 sẽ là sự kiện văn hóa trong những ngày tới. Anh rất nhớ em. Chúng ta đã sống với nhau 14 năm. Gian khổ cũng có, nhưng cũng nhiều niềm vui. Anh đã làm được nhiều việc, một phần cũng nhờ em. Và biết rằng dù ở trên đời có nhiều cô gái khác, những yêu tinh như em vẫn nói, nhưng chỉ có em là yêu thương và hiểu anh, hiểu cả những thói tật đến công việc và những nỗi đam mê. Ở bên đó em đừng lo lắng gì về anh và các con, cũng đừng khổ trí quá về việc mua bán. Phải giữ gìn sức khỏe và tranh thủ đi chơi, đi xem, kẻo về nhà lại bận rộn nhiều việc không tên như bếp núc chợ búa. Mẹ khỏe, Thơ phải giúp anh và mẹ nhiều việc nhà, Kít tích cực giúp bà, Tuấn Anh xuống chơi luôn. Anh đều để ý chăm sóc ba đứa, em đừng lo. Anh Đức và Cần nói rằng tạp chí sân khấu Liên Xô số 10 năm 87 có bài viết về anh. Em kiếm cho anh một số nhé. Hôn em nhiều nhiều, anh Vũ. Các bạn thân mến, đó là những bức thư, là những bức thư mà Xuân Quỳnh gửi cho Lưu Quang Vũ, và cũng là những bức thư mà Lưu Quang Vũ gửi cho Xuân Quỳnh. Chúng ta có thể thấy rằng là năm tháng có thể trôi đi, nhưng chỉ có tình yêu là ở lại. Và chúng ta có thể thấy là những tình yêu được gửi gắm trong những lá thư mà hai con người này gửi cho nhau là những phần gì ạ? Là những dòng viết mà bạn đọc như chúng ta sẽ không bao giờ có thể quên đi, đúng không nào? Chị hy vọng rằng là ngày hôm nay khi mà chúng ta ngồi lại với nhau như thế này và tìm được một cái khoảng không gian cho mình cùng nhau nghe lại những cái phần thơ, nghe lại những cái lá thư mà Xuân Quỳnh gửi cho Lưu Quang Vũ hay là Lưu Quang Vũ gửi cho Xuân Quỳnh, thì chúng ta sẽ cùng nhau trân trọng hơn những gì mà mình đang có, đặc biệt là tình yêu mà mình đang có ở thời điểm hiện tại. Trong năm vừa rồi, năm 2018, kỷ niệm 30 năm ngày mất của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ, thì đã có rất là nhiều những người nghệ sĩ tham dự trong một buổi lễ kỷ niệm, đúng không ạ? Trong một buổi lễ kỷ niệm khi mà nhìn lại về chặng đường của hai người nghệ sĩ tài năng này. Và có một cái khoảnh khắc rất là đặc biệt khi mà nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, người mà đã thủ vai trong bộ phim Người Phán Xử đấy, và trong cái bộ phim vừa rồi rất là hot Về Nhà Đi Con, một ông bố rất là chất, đúng không ạ? Thì nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng đã nghẹn ngào khi đọc thư và đọc thơ của cố nhà thơ Lưu Quang Vũ. Chúng ta có một đoạn thơ như thế này: có phải vì 15 năm yêu anh, trái tim em đã mệt. Cô gái bướng bỉnh, cô gái hay cười ngày xưa, mẹ của các con anh một tháng nay nằm viện. Chiếc giường trắng, vách tường cũng trắng, một mình em với giấc ngủ chập chờn. Thương trái tim nhiều vất vả lo buồn, trái tim lỡ yêu người trai phiêu bạt. Luôn mắc nợ những chuyến đi, những giấc mơ điên rồ, những ngọn lửa không có thật. Vẫn là gã trai nông nổi của em, người chồng đoàn của em. 15 mùa hè trói lọi, 15 mùa đông dài. Và các bạn ơi, chúng ta thấy rằng là gì ạ? Chúng ta thấy rằng là thơ tôi gì đó, chúng ta có những cái đoạn thơ: trên ngày tháng, trên cả niềm cay đắng, thơ tôi là mây trắng của đời tôi. Những cái sự lắng đọng của rất nhiều xúc cảm, những phần thơ của những người đi xa vẫn đồng vọng với những hồn thơ sẽ mãi bất tử ở chốn nhân gian này. Và chị hy vọng rằng là các em sẽ luôn trân quý những gì mà hai người nghệ sĩ này đã để lại cho nền văn học Việt Nam hiện đại. Cảm ơn các em vì đã đón xem phần video clip này. Chúc cho các bạn sẽ luôn giữ được ngọn lửa với văn chương nhiều như vậy. À,
Các bạn ơi, vừa rồi thì là một cái phần audio của chị, đúng không ạ? Có một cái audio, một cái phần video clip khá là... Chị nghĩ là nó đã mang tới cho các bạn rất là nhiều những cái cảm xúc. Và thôi, ngày hôm nay thì có lẽ là chúng mình sẽ chỉ tạm dừng tại đây thôi nhá. Chúng mình sẽ tạm dừng tại đây và chị sẽ sớm gặp lại các bạn ở trong những cái phần phát trực tiếp tiếp theo với những cái phần audio hay hơn nữa, đầu tư hơn nữa, được không nào? Hôm nay là ngày sinh nhật của Lưu Quang Vũ, kỷ niệm ngày sinh nhật của Lưu Quang Vũ. Và xin được một mượn một lời thơ cuối cùng để thay lời kết cho phần phát trực tiếp ngày hôm nay, và cũng như là một cái lời cảm ơn gửi tới cho các bạn, được không nào? Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa, xoa nhòa hết những điều em hứa. Mây đen tới, trời chẳng còn xanh nữa, nắng không trong như nắng buổi ban đầu. Chị hy vọng là các bạn sẽ yêu, luôn yêu những phần thơ bình yên, giản dị và chân thật như vậy của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ các em nhé. Cảm ơn các em và hy vọng rằng là chúng ta đã cùng với nhau cho nhau được những cái cảm xúc rất đẹp ở trong buổi tối ngày hôm nay. Rất cảm ơn các bạn và chúc cho các bạn sẽ có một buổi tối ngủ thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo nha. Bye bye!